À, em chào cô chú chị nha, đã trở lại với kênh Hà Vinh Vlog và Thảo Nguyễn Vlog. Đó thì lần đầu tiên thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều nha. Đó thì cô chú chị ơi, cả nhà cũng biết rồi đó. Hiện tại bây giờ thì em cũng đang ở nhà của Hồng Loan để chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan. Nghĩ như sao mà cái thằng Thám Tư Lùng, cái bộ ba tâm tay tâm sơn mà nó nói bây giờ anh em YouTube đi hết rồi, không có ai ở nhà để bảo vệ Hồng Loan. Đó thì anh em tụi em ở đây lúc nào thì cũng bảo vệ Hồng Loan, cũng chia sẻ những cái video hay đến cho tất cả cô chú chị. Nghĩ sao nè, xe cộ dày đi mà nó nói là đi hết, đi đâu ra? Anh em ta ở đây người ta chia sẻ mà. Đây nè, sắp tới đây nè, Thám Tư Lùng nha, sắp tới đây cũng ra tòa nè. Một trời hôm đó thì đầu tháng 6 này thì sẽ ra tòa, sẽ xử cái câu chuyện là cô cháu gái ở nhờ mà kêu bằng là muốn chiếm đoạt tài sản đó. Đợt này nè, đợt này ra tòa xử lý là Thám Tư Lùng đâu đi vào để kêu bằng là điều tra xem cái con que là kêu bằng là ba ở đâu. Chứ bây giờ nghe thông tin là cũng loạn lắm rồi đó, bây giờ nghe thông tin là cũng tùm lum tùm la rồi, không biết là bây giờ ba nằm ở đâu đây. Sắp tới đây là không biết ba có vào bảo vệ cho con ve hay không, hay là con ve nó có đồng thủ được cái nhà đó hay không. Đó thì bây giờ này, anh em ta đứng ở đây ta chia sẻ này nè, Hồng Loan nhà lúc nào cũng tấp nập những người qua lại và những anh em quay để chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan đây, lúc nào cũng vậy. Nghĩ vậy mà nó nói là anh em không có ở đây mà chia sẻ, nghĩ sao vậy? Anh em ta ở đây ta chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan từ xưa tới giờ mà, nghĩ sao vậy? Đây nè, Thám Tư Lùng á, thì bây giờ nó vô nó nói là bây giờ là anh em từ từ cũng bỏ rơi Hồng Loan, từ từ cũng không có kêu bằng là không có ủng hộ Hồng Loan nữa, lúc nào cũng ủng hộ Hồng Loan và lúc nào cũng chia sẻ những clip hay thực tế. Thì sắp tới đây thì ngày chủ nhật này thì Hồng Loan cũng sẽ đi đi trước một ngày để lưu diễn ở kêu bằng núi Sam nha cô chị. Đó thì Hồng Loan cũng sẽ chia sẻ để đi thân, để đi thăm những người thân của Hồng Loan là chú Chánh tại Châu Đốc núi Sam. Đó thì Hồng Loan sẽ lên đó để trước một ngày để đi thăm những bà con, rồi giao lưu với tất cả mọi người. Đó thì từ những cái đó mà phía bên con ve đó với cái bọn ba tâm tay tâm sơn đó, nó cũng vào nó rất là kêu bằng đó là nó gạch ăn tức ở đó nha quý chị. Đây con ve thì bây giờ nó gạch ăn tức ở gạch tới mức độ mà bây giờ mà còn lên live stream để bán hủ tiếu bầu viên nó thì thấy thua rồi, thì không còn đường nào mà để nấu nữa. Bây giờ hủ tiếu bầu viên mà bây giờ còn lên mà live stream bán hàng nó thì thấy thua, không còn cái gì nữa mà nấu đâu. Bây giờ là người ta bán hàng, người ta bán những cái vật dụng là tôm khô, hay là bán những cái vật dụng đồ ăn thức uống, hay là bán những cái kêu bằng là mỹ phẩm đồ, chứ ai mà bán kêu bằng hủ tiếu bầu chiên mà lên trên đó mà bán, nghĩ sao vậy? Đó thì cô chú chị cũng biết rồi đó, phía bên con ve thì bây giờ nó rất là ganh ăn thức ở, nó rất là ganh với Hồng Loan, mỗi ngày nó đều lên nó bán, nhưng mà bây giờ không còn ai ủng hộ nữa, ai mà ủng hộ. Nghĩ sao mà tới bây giờ mà ế quán ấy nhẹ, giống như là rùi bu một rùi đó. Nghĩ sao mà bây giờ không còn ai ủng hộ nữa thì lên bán như vậy. Đó thì sắp tới đây thì ra tòa, chắc em nghĩ là chắc có lẽ là phía bên con que nó sẽ rất là cay cú và nó sẽ thua, thua với một thái độ là không có kêu bằng là không có tâm phục Hồng Loan, lúc nào cũng muốn là số 5 đoạn thời điểm này đây là ở nhà của con que nha. Ở đây em có chia sẻ thêm không? Đó anh thì nói chung á, mình bán mà bán hủ tiếu mà bán thêm là cái món là bánh mì kèm xíu mại anh, mà bánh mì xíu mại mà tại sao lại bán livestream anh? Ủa livestream mình bán vậy rồi mình đem đến cho khách thì bánh mì nó mềm á, sao ăn được? Đó đến nỗi mà cái quán buổi sáng ngày hôm nay nha cô chú anh chị, thì cái cô cháu gái là ngồi livestream mà thật sự mà nói là trong quán là trắng teo luôn cô chú. Đó là cô Sáu là đứng bên cạnh rồi nhìn vào cái livestream á cô chú anh chị. Phải nói rằng là hiện tại bây giờ là mẹ con của cô cháu gái này là bị cộng đồng mạng tẩy chay nha cô chú, cho nên là mớ cái gì là còn ớ cái nấy, tại vì nó tham lam á anh. Đó đến nỗi mà ở nhờ mà đòi lấy nhà, nhà đâu mà lấy anh, nhà là cố ngờ sĩ đỡ lại cho con gái đó là chị Loan chứ đâu phải là đỡ lại cho cháu đâu mà dành nhà. Chẳng qua hồi xưa là cái cô cháu này là nhờ cho cậu mình là cố ngờ sĩ á đó, là dìu dắt vào cái con đường là ca hát
rồi cậu thì thương cháu để cho cháu có cái tinh thần đi hát thôi, mà nó nghĩ là chắc có lẽ là nó là cái một phần không có thiếu của cậu hay sao á. Sau khi cậu Lâm bệnh cậu mất cái bắt đầu là nó đòi chiếm đoạt nhà rồi chiếm đoạt tài sản, ủa đâu ra anh, rất là vô lý luôn đó. Thì bởi vậy á, Sạc Pin lên cũng chia sẻ nói là Hồng Loan không có nuôi cố nghệ sĩ Dương Linh, chỉ biết bên con ve đi ca đi hát đi diễn để lấy cái số tiền để nuôi cố nghệ sĩ Dương Linh. Nhưng mà thật sự đâu có, những cái phim ảnh và những người bác sĩ ở trong cuộc người ta đã biết là Hồng Loan là con ruột của chú Năm và Hồng Loan đi vào để nuôi ba mình. Nhưng mà trong thời điểm đó thì Hồng Loan cơ sở vật chất giống như tiền bạc thì không có, cũng chỉ có cái tình là lo cho ba thôi, cũng ráng cố gắng tại vì bây giờ sống bên chồng rồi lo cho năm đứa con nữa, thì nói chung là tiền bạc dư dả cũng không có. Trong thời điểm đó Hồng Loan cũng rất là khổ, ngay cả mà tới thời điểm mà Hồng Loan đi về nhà này không còn cái gì trong nhà, mà Hồng Loan còn ăn mì tôm qua ngày để lúc đó thì chị Ni cũng đến thấy Hồng Loan ăn mì tôm rất là khổ đó. Thì từ những cái đó mà chị Ni đi vào cuộc để giúp đỡ cho Hồng Loan, là giúp đỡ cho Hồng Loan về tinh thần, rồi về những cái cơ sở vật chất, về những cái kêu bằng là chống chọi lại với những người mà kêu bằng vào công kích con của chú Năm là nghệ sĩ Tú Vũ Linh đó. Đó thì tới thời điểm tại bây giờ nó cũng rất là cay cú cái người mà cay cú đó, đầu tiên là chị Ni. Nếu như không có chị Ni thì Hồng Loan sẽ không được như ngày hôm nay. Và nếu như mà cái người cay cú thứ hai là Hồng Loan, Hồng Loan đã đến đây và ở trong ngôi nhà này, đã giống như nó nói là bây giờ nó đuổi cha mẹ, đuổi gia đình của nó ra ngoài khỏi nhà số 5 đoạn điểm. Nghĩ sao lúc nào đi vào nhà cũng muốn là đồng sở hữu lấy đâu ra, tài sản của ta mà nó vô đến đồng sở hữu lấy đâu ra mà ai mà chẳng đuổi. Cái đó là tự nó cay cú và tự nó rút khỏi căn nhà này, nó rất là nhục nhã. Đó thì tới bây giờ thì buôn bán thì ế ẩm, mà lúc nào cũng lên là làm giọng mẹ giọng ba thiên hạ trên á. Bây giờ thì cô chị cũng biết rồi đó, không còn ai đi vào để ủng hộ nó nữa. Từ những cái nít mà ngày xưa công kích Hồng Loan, người ta cũng từ từ người ta cũng rút dần hết trơn rồi. Những người nào mà đã muốn giúp đỡ nó ngày xưa thì bây giờ người ta cũng rút dần, tại vì nó sống quá dơ và nó sống không có chân thật, nó sống giả dối. Cái con người nó lúc nào cũng gian xảo, gian manh xảo quyệt, cho nên là người ta thấy người ta quá sợ. Ngay cả mà bà Lành Chành á, bà cũng sống với nó một thời gian, từ lúc mà đi ra ngoài muốn nhà tới thời điểm tại bây giờ thì bà thấy nó, bà cũng đã ngán ngược, ngán thì bà đã sợ rồi. Sợ vì lý do là nó quá xảo quyệt và nó gian manh, nó muốn là nó chiếm hữu một mình của nó, một mình một ngựa nó để nó toàn quyền quyết định. Mà ngay cả bà Sáu mẹ nó của nó bây giờ còn dưới cơ còn thiệp nó mà. Và ngay cả mà chú Bảy á, hiện tại bây giờ thấy nó còn ngán mà, còn không phải sợ cái gì. Sợ cái tánh của nó là cái tánh kêu bằng là lúc nào nó cũng chửi người ta đâu. Nó còn nhỏ nhưng mà nó chửi người ta rất là nhiều. Đó thì em cũng nghe thông tin là những cô hàng xóm cái bên cũng nghe những cái lời mà cự cãi rất là nhiều lần trong ngày cả nhà. Đó, nghe thông tin như vậy thôi, còn mình ở xa thì mình không biết. Nhưng mà những người hàng xóm đó, hay là những chú xe ôm mà chạy xe vòng vòng, người ta nói là mẹ con cũng cự cãi rất là nhiều. Và mỗi lần mà chú Bảy qua thì cũng cự cãi với nó rất là nhiều. Đó, người ta nói là bằng mặt không bằng lòng. Đó thì như vậy cả nhà. Ở ngoài thì bây giờ vô để thưa Hồng Loan lấy được căn nhà, nhưng mà làm sao lấy được căn nhà này thì trước sau gì thì cũng từ tay Hồng Loan thôi, chứ làm sao mà lấy ra được. Tại vì có những người ta đã trong cuộc và người ta đã làm việc, có một chú công an người ta đã vào, người ta nói chia sẻ rằng là căn nhà này không thể nào lấy được, cũng sẽ của Hồng Loan thôi. Nhưng mà tại vì nó bướng, nó đi thư như vậy thôi để làm cho nổi cái lòng của nó lên đó mà. Cho nên là bây giờ nó cảm thấy nó muốn thua rồi, cho nên là nó muốn làm cho tới á, nó muốn làm để cho tới nước của nó luôn á. Giống như là nó làm để cho tới, để cho mọi người nhìn nhận nó là nói là nó không thể nào thua. Nhưng mà thật sự bên trong nó là nó đã cảm thấy nó đã thua cuộc rồi. Nó biết trước chắc chắn sẽ thua. Đó thì một lần nữa cuối video thì em cũng chúc cho tất cả cô chú chị được nhiều sức khỏe và ủng hộ kênh Thảo Quỷ Vlog và Hà Quỳnh Vlog nha. Chào cô chị nha.